dưa em đầy đủ này. Mời chị Thông Hỷ một chén rượu. Có dứa này, có dưa chuột này, cà rốt này, củ cải trắng. Ăn như vậy mình quấn như vậy mới đủ loại nè. Nó mới ngon nè. Đó. Đây. Mời mấy chị em nha. Em mời chị ạ. Trên đường thì từ Lai Châu về Sapa bây giờ là sương mù tịt luôn. Mù tịt, cái từ mù tịt em cũng lần đầu tiên em nghe, em cũng nói luôn. Anh Hải có cần bọn em phải tiêu hộ không? Có chứ. Đứng chung ra giờ đi. Bây giờ mù như này thì yêu cầu Pơ và Ai Mí là thò mặt về trước để bây giờ anh sẽ mở cửa kính ra, em đứng lên trên để em nhìn xem là có đối diện, xem có xe không nhá. Đây là phải dùng hết công suất của mắt em. Dùng hết thị lực đúng không? Mà sao mà lại cái qua bên đây cái thời tiết nó quá trời lạnh luôn á, chịu không nổi. Thế này là buổi tối là nó hay như thế này chị ạ? Mưa nó mù quá, không bây giờ này nó mưa tịt luôn. Đề nghị chị em căng mắt ra nhìn rồi anh xem có xe ngược chiều không nhá. Em đang nhìn căng mắt đây anh ạ. À. Mà lâu rồi anh mới chạy lại. Anh có rén không? Hả? Có cần đổi tài xế không? À không. Bây giờ thì không có tài xế nào rồi. Wow. Ghét thật đó. Nhưng mà chị Song Hỷ là có bằng lái xe chưa chị? Chị có bằng rồi em, chị Hy tặng hai lần chị mới đậu á. Hôm nay là Song Hỷ chắc là kiểu uống no nước rồi, bây giờ có hiện tượng bị nghẹt mũi rồi đúng không? Đúng rồi. Mũi mà không biết sao, chắc được mọi người yêu quý quá hay sao á, mọi người cứ tạt nước. Dài bản sau đây mũi. Là chị Song Hỷ là mặc bộ đồ là bà rực rỡ nhất là cái chỗ lễ đấy, là nên là hôm nay là chị vừa được té nước nhiều, nhưng mà sau này là kiểu gì là cũng lên nước bạc sớm thì ạ. Mà chắc nước nhiều này là may mắn nhiều ấy. Ê, có nên xe này. Xe quá. Mờ rồi. Tầm nhìn bây giờ sao không thấy gì luôn á. Tầm 2 mét thôi nhở. Tầm nhìn xa là từ nhà xuống bếp. Bây giờ tắt đèn đi. Tắt đèn đi thì lái xe nó dễ hơn. Nhưng mà sao xe phía trước mình không thấy à? Nhưng mà cái xe phía trước nó sẽ không nhìn thấy mình thì cũng rất là nguy hiểm. Thôi phải bật lên. Mà bây giờ đang mờ tối còn chưa nguy hiểm buổi tối, nên là chị mà đi sương mù này càng không nhìn thấy gì luôn chị ạ. Trắng xóa luôn. Mình quen đường thì mình đi mới dám đi thôi, không quen đường là không dám đi luôn. Đi khi mà gặp cái trời sương mù này thường là sẽ căn vào cái giữa đường này, có cái vạch giữa đường và cái vạch lan can đường. Mình cứ đi vào giữa đường thôi. Đúng rồi, có cái vạch và có cái mà sáng sáng kia kìa, cái mà vòng vàng sáng sáng. Cái dạ quang á. Vâng đấy. Những cái xe mà biển ở dưới xuôi này lên nó sẽ đi rất là chậm. Chạy rất là chậm luôn. Không dám chạy qua tại vì bây giờ cái đường là chắc mù mịt luôn, là không thấy gì hết. Mà muốn vượt cũng không dám vượt chị ạ. Đây này, nó sương mù không biết, không thấy đằng trước, không thấy đằng sau. Không dám vượt luôn. Mình cũng chạy theo sau chứ mình đâu có dám vượt được. Giờ mình cũng không thấy gì hết. Sao thì đã bao giờ đi trời sương mù như này chưa? Em nếu mà em có đi Sapa thì em đi chung với mọi người thôi chứ em đâu có đi mình lên được. Ý là chưa bao giờ đi mà trời sương mù mù tịt như này luôn này. Dạ đúng rồi. Tầm này ở dưới kia là nó đổ xuống mà dưới thì đổ lên thật là nguy hiểm á. Đây cái con này còn đi lệch ra ngoài kìa. Thấy không? Thấy con này đi sát ra ngoài chưa? Dạ. Đấy. Ôi, ghê quá. Ôi, đang mất phương hướng rồi đấy. Anh ấy đang phải đi sát cái mép kia, anh không nhìn thấy đường. Đi sát cái lan can. Chưa quen đường ấy. Mà mấy tài xế mà lần đầu mà lên đây ấy, hốt lắm. Tại vì cái con đường đèo Ô Quy Hồ này nó rất là ngoằn nghèo luôn. Đoạn rất là nhiều đoạn cua ấy, nguy hiểm. Đèo Ô Quy Hồ này dài 50 km, nối liền từ dưới Cốc Sàn Lào Cai lên đến chân xã Chu Va mà nơi nhà của Pơ Ai Mí ấy. Và đèo Ô Quy Hồ thì là một trong tứ đại đỉnh đèo ở phía Bắc này. Ở phía Bắc thì có 4 cái đèo rất là nổi tiếng. Thì đầu tiên là phải nói đến Ô Quy Hồ. Thứ hai là Mát Pí Lèng. Đèo Mát Pí Lèng thì nối là từ Đồng Văn đến Mèo Vạc. Đấy. Và
trước cái xe. Thật sự là sao thấy ngon phía trước như thế này là sao thấy cốt rất luôn. Đoạn đèo thứ hai là từ Mát Pi Lèng đến từ Đồng Văn Mèo Vạc, đó là Mát Pi Lèng, đèo Pha Đin, từ Điện Biên Sơn La, đèo Khao Phạ là ở Mù Cang Chải Yên Bái. Đấy là bốn cái đèo mà tứ đại đỉnh đèo ở phía Bắc này. Đèo Ô Quy Hồ này nó chỉ thực sự là nguy hiểm nếu mà gặp thời tiết như thế này và mưa phùn nhỏ nhỏ nó trơn. Ban ngày đi thì các bạn nhìn thấy là các em nhìn rất bình thường, nhưng mà nó là đây, chỗ này gọi là đỉnh đèo đây. Đỉnh đèo cũng khách du lịch cũng ra đây chụp ảnh rất nhiều. Độ cao ở đỉnh đèo này là khoảng 2000m so với mực nước biển. Đấy, nên là ở đây là mây mù bao phủ quanh năm, rất khó nhìn đường luôn. Bây giờ là còn xưa còn dày hơn ra, em không nhìn thấy đường nữa. Chị cũng không thấy bây đường giờ nó còn tịt hơn. Ngày là mình sẽ nhìn nó đây, mình sẽ thấy ở phía trước, nhưng mà bây giờ là không thấy luôn. Mù tịt luôn nhỉ. Em này may có cái vạch này, cái phát quang này giúp mình nhận biết đường ấy. Biết làm đường mà đi. Em trước là em hay đi chợ vào buổi tối ấy chị. Xong rồi về sương mù em cũng dựa vào cái này để nhận biết đường, làm đường mà đi thôi. Em đi xe máy. Mình cứ quen đường mình biết chứ. Đúng nhiều rồi. Khách du lịch người ta đi em tự quen đi đường nên là... rồi sao người ta biết được ha. Mình mà quen đường rồi nó mù tịt thì mình vẫn nhớ đường đi ấy. Bọn anh thì lái xe ở đây lâu rồi, nếu mà cung đường khác thì không nói, nhưng mà riêng cung đường ở đèo Ô Quy Hồ này, nếu mà bảo bịt mắt vào ấy thì đúng là không chạy được, nhưng trời sương mù như này thì vẫn chạy bình thường. Đấy, nhiều người phải bật xi nhan các kiểu. Cái xe ở dưới Hà Nội là họ rất là không biết cái đường ấy, đi rất là vất vả. Từ từ bơ với ai mí thì chắc là thường xuyên gặp cái tình trạng thời tiết này và sống ở khu vực này nó mù liên tục đúng không? Vâng. Trời mù này nó còn đỡ, nó không mưa nhỉ, bơ ai mí nhỉ? Vâng. Chứ nó mà mưa thì vừa mưa phùn bé bé. Rồi lạnh nữa buốt. Trên này là cứ buổi tối là nó lạnh lắm chị. Gắm liền với chăn bông. Mà hồi xưa bên Lai Châu là hôm qua là 32 độ, mà qua đây chắc cũng hơn 17 độ à. À. Tầm này trên cửa kính là tầm chắc là 7-8 độ lạnh. Bởi vì hèn gì hai chị em mình mấy chị em mình đã lên lấy đồ á, xong rồi lạnh quá chịu không nổi là phải đi xuống liền luôn á. Ừ. Em bị khịt mũi luôn này đúng không? Em bị khịt mũi. Ừ. Nào, này có xe máy đi ngược chiều à? Mình đi này thì mình phải đi ra giữa đường. Chắc là anh phải vượt trước cái xe. Anh dẫn đường cho cái xe này nó đi hiểu không? Anh dẫn đường đi, tài xế biết mình là mình nhân quán địa mà đi theo mình. Với lại mình đi đường đèo này như thế này là mình có đèn sương không anh, hay là không? Không có đèn, mình chỉ sử dụng những cái đèn gọi là đèn vàng ấy. Nếu mà khi mà các bạn đi mà chẳng may đèn trắng như đèn của mà anh này và đi cái đường này thì rất là nguy hiểm, thì các bạn lấy cái giấy màu ấy dán vào cái đèn để cho nó cái đèn nó chuyển màu đỏ màu vàng đấy, thì để cho cái những cái xe đối diện này người ta dễ nhận biết. Đi đường này là phải tập trung cao độ, sợ nhất là những cái xe của người đồng bào ở đây ấy. Nên xe máy là họ bình thường họ nó bị cháy đèn đấy. Cái này rất nguy hiểm. Đứt đèn gì luôn đấy. Đứt bóng đèn. Ý là nó không có bóng đèn, nó không có bóng đèn chiếu sáng nên mình khó nhận biết đấy, đúng không? Đấy, nhìn thấy chưa? Sao mày hiểu nhìn thấy đường không? Dạ không. Em đang cố nhìn nhưng mà nhìn không ra thôi. Mắt anh thì cũng giống như mắt em thôi. Mấy em trình hộ tiếp nha mấy em. Em cũng đang mờ mờ thôi chị ạ. Không biết là mình đang ở đoạn đường nào luôn. Đây là đoạn chuẩn bị xuống Tháp Bạt. Nhìn này quen ngay. Sáu con mắt, tám con mắt đang nhìn đường cho anh Hải luôn. Ừ.
với Sapa rất là thích luôn. Khi có một cái lạnh lạnh lên lạnh. Mùa này dưới xuôi là đang nóng lắm ấy chị nhỉ? Đúng rồi, nóng 37-36 độ. Vỡ đầu luôn này. Lên đây là chỉ còn khác thôi. Mà lại lạnh cái này mình ăn lẩu hay ăn đồ nướng ha. Thích không chị nhỉ? Tí về làm nồi thắng cố em nhỉ? Đồ ăn nồi thắng cố ạ, ấm bụng. Làm chén rượu. Khó phải lèng. Khó phải lèng. Làm tí khó phải lèng. Nhưng mà pơ uống khó phải lèng thì là chưa người yêu thì kiểu gì? Để bố sau này anh. À, bố sau rồi đúng không? Vâng. Không bố chiều dọc, bố chiều ngay. À. Đây này. Những du khách kiểu là thuê xe máy đi ấy. Nhưng mà lúc quay về thì vô tình gặp những cảnh này, họ cách mà người du khách đấy đi thì là cái nên đi sau những cái ô tô. Đấy. Con xe này biển 26 Sơn La. 6 Sơn La chào anh em nhé. Mình vượt trước. Mình chỉ đường ha. Ừ. Để mình dẫn đường cho mọi người. Các em thật sự có học. Ví dụ ai mà không phải người ở địa phương này mà đi vào đường này chắc là khóc đấy chị ạ. Nhiều khi mình là người địa phương, mình đây mình quen đường rồi, nhưng mà nhiều khi đi khó lắm ấy. Quen đường không phương, mình không biết được phương hướng được thì nó khó lắm, đi chậm lắm. Đây là khu vực Thác Bạc, Sapa, Thác Bạc, Cầu Mây, Nam Xanh, nước biếc, như tranh họa đồ. Thác Bạc này thì trên đỉnh thác nó có một cái hồ chứa nước sạch cho Sapa. Thác rất là cao, đẹp. Mà đi sớm chứ mà ai mà đi mà lỡ nửa chừng mà đi về thì bây giờ này là quá giờ sương mù, có khi là 4-5 giờ là đã có sương mù như thế này gì đặc như thế này. Càng tối thì nó càng cái độ nguy hiểm nó càng cao, và những cái xe này đi cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà những cái chiếc xe máy chạy phía sau xe hơi này nó rất là nguy hiểm. Tại vì một số người sẽ không biết là đi hướng nào bên nào, có khi đâu đi xe chậm, máy này vượt rất nguy hiểm này, có xe ngược chiều đấy. Hai bên. Ừ. Ông này còn hỏng xe đúng ở chỗ này nữa. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà đi đường này nữa mà muốn để cho những cái xe kia nó theo sau ấy, mình nên bật cái xi nhan nguy hiểm, báo nguy hiểm lên, nó đè, nó sẽ nháy ở hai bên đít đằng sau ấy. Thì họ dễ nhận biết. Báo cảnh báo. Cảnh báo. Đi cái đường này thì nó ngoài nó nguy hiểm với sương mù ra, nó còn tạo cho mình cái cảm giác cực kỳ là buồn ngủ. Và nó cứ lim mờ mắt này, nó cái tầm nhìn của mình nó hơi ngắn đấy, mắt nó cứ lim ra lim đi dễ buồn ngủ lắm. Mà em biết là lái xe như bọn anh ấy là khi mà gặp những trường hợp đấy là em phải đi như này, em phải can vào giữa đường. Đấy, em phải kẹp vào cái lan can này này. Đấy, đi nó tạo ra cái tiếng này này. Đúng không? Kịch kịch này. Đấy, để mình làm sao cho mình kiểu nó tỉnh táo lại một chút đấy. Lái xe đây nó còn là những con trâu nữa này. Nó rất là nguy hiểm. Ui. Nhờ cái loại này không có đèn mà nó chạy lung tung giữa đường. Này giao thông đâu thế, nó không học luật nên là mấy con cáo nó đi học luôn, nó phải đi những cái đường hồ sơ mà, nhưng mà nó đi bây giờ đi qua không mấy con mà đi đến đường quốc lộ này là nó chuẩn bị vào cái ấy rồi, vào nhà anh để làm món trâu qua bếp rồi. Đấy, thấy không, những cái đèn là những cái xe dưới xuôi họ không quen đường, họ đi rất là chậm.
nên là khi mà các bác lên Sapa thì cố gắng là khi nào là mình về trước khi trời tối. Đấy, trước khi giờ con gà đi ngủ thì nó mới an toàn. Em thấy người ta gọi là, tại sao người ta gọi là tứ đại đèo nguy hiểm chưa? Vâng, đấy. Bây giờ em mới là thấy thật. Trải nghiệm bây giờ em thấy là hơi sợ. Vì mình không có hiểu được địa hình, nếu mà em là dân ở địa phương, dân ở địa phương khác, em đến đây em cũng đâu có biết đường đi như thế nào đâu. Nên là mình đi mình phải có hướng dẫn hoặc là phải có tìm hiểu qua thật là kỹ để mình đi. Chứ mà mình đi như thế này, đi bình hơn mà đi dạng như mình đi không hiểu là hơi bị rén lắm. Hơi nguy hiểm. Hình như là có mưa hay sao á. À, đây là có một chút sương mù nhẹ nhỏ, mưa mưa phùn. Thời tiết ở Sapa thì nó như kiểu là thiếu nữ tuổi 17 ấy. Sớm nắng chiều mưa. Buổi trưa thì vừa mưa vừa nắng. Nên là khi mà các bạn đến đây mà thấy thời tiết nó mưa mưa, các bạn có thể di chuyển sang chỗ một góc khác, một cái cách đấy vài km thì nó có thể nó thay đổi vì là cái độ cao ở đây nó không đồng nhất với nhau, cảnh đồi núi mà đang nắng đẹp thì có thể là mưa ngay, và đang nắng đẹp có thể là sương mù kéo đến. Dọc cái đường Okeo này, nếu mà các em đi vào cái thời điểm mà hoa quả ở đây ấy, như bây giờ đang chuẩn bị vào là mùa đào này, có những cái vườn đào có thể vào ăn giống như kiểu miệt vườn ấy. Em ăn thoải mái, sau khi nào em cần mua mang về thì người ta mới tính tiền. Là mình ăn trong vườn xong rồi khi nào mình về mình mới tính tiền cái phần bọc đó. Thích chưa? Chứ và không? Ở cái đèo cái hồ này thì cái sản lượng su su ấy là hầu như là gọi là nhiều nhất Việt Nam. Su su ở đây được trồng để lấy quả, nó khác với cái su su ở nơi khác. Ở Tam Đảo là người ta trồng lấy ngọn là nhiều, lấy cái đọt đấy, cái đọt su su. Còn ở đây là lấy quả. Có những thời điểm mà su su nó rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng 1.000, 2.000 một cân. Nhưng mà thời tiết trên này là rất là thích hợp trồng rau màu, tại vì em thấy lúc nào đợt trước em ra đó là bắp cải nè, rau màu này kia thấy xanh tươi lắm luôn. Ở trong em thì thời tiết cũng hơi khắc nghiệt này kia, nên là đôi khi Sapa thì được thiên nhiên ban tặng cho một cái khí hậu tuyệt vời để trồng những loại rau sạch ở đây. Rau ở đây thì đặc biệt là bà con không có bón thuốc cả, và rau lớn rất nhanh. Nên là khi mà mình ăn rau ở đây là yên tâm, ngon. Trên này là đặc sản là rau su su, rất là ngon. Em đi ăn ở đây vào các nhà hàng thì buổi sáng người ta mời mình su su xào tỏi. Trưa thì tỏi xào su su. Tối thì hai cái đấy xào vào với nhau. Trên này lạnh hết, rất là trồng bắp cải. Rồi cải xanh hết tươi. Vừa đây là có một chị là vẫn bán hàng dọc đường đấy. Bán su su, ngọn su su. Đây này, chỗ này họ bán này đào này, thấy không? Đấy, những cái quả đào là đầu vụ đấy. Mà đào thích thật luôn á, nó chua chua ngọt, mà nếu mà lựa chế chín rồi nó sẽ ngọt nhiều hơn. Đây này, có cả những cái vườn dâu tây này. Đấy. Giờ anh sẽ dừng cho em ở đây một chút để em mua một ít đào về tí nữa về ăn nhé. Với cả ngọn su su đây này. Rồi xuống đi, xuống mua một chút su su về tí mình thả vào nồi thang cố. Giống như mặt Hà Nội ha. Đây bạn Tâm Hoa là ở Mộc Châu và Bắc Hà rất là nhiều luôn ấy. Mai là mình sẽ đi Bắc Hà và mình sẽ đi thăm vườn mận ở bên Bắc Hà luôn. Bên này to hơn này. Bên này một cái bao nhiêu em? 70.000. Còn cái trái này là cũng là mặn luôn. Mặn khác hả? Giống như một cái trái cherry ở quê sông Hỷ vậy. Đúng rồi. Quả này gần giống cherry á chị. Cherry gọi là cherry. Cherry. Cái này có loại đơn
Hai con ở đâu rồi? Mua 5 lạng này, mỗi chị em sẽ ăn thử một loại mận luôn. Rồi mình sẽ đúc kết cho mọi người. Rồi cả nhà nha. Cái mặn này thì nó rất là ngọt hơn, nhưng mà có vị hơn, nó hơi mềm mềm á. Mặn này của em cũng rất là ngọt luôn. Em thử mặn tam hoa, ngon lắm. Nó hơi mềm mềm. Như là mặn của chị với em là gần giống nhau. Nhưng mà cái này em ơi, chị năm lạng này. Cái này nó ngọt một cái, ở trong thì nó ngọt, nhưng mà ở ngoài cái vỏ thì nó hơi chua chua nhẹ. Đúng rồi, mận tâm hoa ngon. Đây là trái quả đào. Ủa em, quả đào này với quả đào bên đó là có gì khác nhau? Quả đó này to hơn. Quả này bé hơn. Mày bé hơn hả? À, với lại là ở bên Lai Châu em là cũng trồng rất là nhiều đào, đào nổi tiếng luôn. Trước là anh chị ra nhà em là cũng thưởng thức rồi đấy. Hôm bữa là chị ăn nhà Cưng là ngon lắm. Là Cưng đãi chị là đào nào? Đào này hay đào bên kia? À, nhà em thì cũng trồng hai loại đào, mà hôm trước là đào rừng nên là bé bé này. Đào bé thì ngon hơn hả? Dạ. Vâng, nhưng mà đào này là đỏ đỏ, quả đỏ ăn ngon. Đào nó sẽ ngon ha. Dạ. Mình mua một mớ để heo xe chút xíu mình giao mình ăn. Đây, mình sẽ có mua mận này này. Mua đào. Cái lửa sao ta? Thì đào. Cái bé rất là lạnh ở nhà. Ngồi đây mà rung quá. Nhưng mà em nghĩ đào bên này là mình mới hái về. Ờ. Đào to, em thích đào to hơn. Đào bé là ai ở nhà nhiều lắm rồi. Ơi, nhưng mà lửa như thế nào để mà mình biết là cái nào ngon, cái nào không ngon. Cái nào ngon, ngọt nhất là quả nó màu đỏ chị ạ. Gì hả? Dạ. Em thích nhất là quả màu đỏ. Lửa màu đỏ đi. Vì là nó hứng nắng nhiều á thì nó sẽ màu đỏ. Nhưng mà đào này là nhà mình trồng ấy. Bởi vì ở chỗ này là lạnh, ở Sapa là người ta cũng trồng nhiều đào mà chị Phương. Và Lai Châu mình nói xin và ví mọi người là Lai Châu mình cũng trồng rất là nhiều đào nha. Đào trái mùa đặc biệt. Này. Nhưng mà sao cái màu xanh còn nhiều á? Nha. Xanh cũng nhiều. Mẹ ăn cái này bán sao em? 35 nghìn. Rẻ vậy? Rẻ hơn mặn luôn hả? Vâng. Mì đầu mùa là nó mặn nhỉ. Ngon. Tí xíu mình mua đậu su su mình về mình ăn lẩu ăn cố. Hai cái này có gì đâu nha. Cái này cái quả này là ui ăn cái này thì giòn lắm ấy, chấm với chấm chéo ngon. Tí về là xin anh chị một ít chấm chéo chapati đi. Chấm hoa quả ngon lắm. Đừng trắng này đi, mình mua ăn lỡ thêm đỏ xin xô nữa. Dạ. Em một cân chấm chấm. Ở đây là hình như là kế giường dâu luôn á, cả nhà. Và những giường dâu, dâu này bé. Dâu mini. Dâu mini nhìn đáng yêu biết. Ờ, nhìn dễ thương hả? Ờ, nhìn dễ thương. Mà chia ra loại hơi to to và hơi bé bé. Mà thời tiết này để ở ngoài nhưng mà nó không, nó rất là lạnh nên là nó không bảo quản. Giống như là tươi, giống như là trong tủ lạnh gì á. Cái này bán sao em? Lạnh nhiều em, mình về xào ăn luôn là 20 nghìn. Xào với tỏi ký hay sao? Một cân, một cân chị ạ. 20 nghìn. Một cân 20 nghìn, lấy cho chị một cân đi. Nhiều quá chị ạ. Nghĩ một cân chắc phải tầm này. Sapa là nổi tiếng nhất là su su, su này mang về xào với tỏi là ngon lắm. Công tác xuất khẩu của công ty an toàn từ đến hai bên cũng thỏa thuận trang cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe của Nga ra thực hiện quyền trưởng của công ty cung cấp sản phẩm của Nga. Nhiều nhé. 90 nghìn. Lúc này sẽ xử lý tất mặt toàn công an. Sau gần này công ty của tập đoàn đã gửi một đơn gửi cho tổng thống Nga.
Trái này đảo quá. À. Trái này là dạng như to hơn cái trái này, trái này thì nhỏ. Dạ. Em bé nhìn bé nhìn cũng lạnh quá. Lạnh quá đi. Nhưng xí lạnh. Tầm này chắc phải tầm 7-8 độ lạnh. Bây giờ bà bố không có đồ đó. Đó này đâu. Bây giờ mà lạnh là cạp luôn á. Ừ. Như này là ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mọi người đi lên là sẽ được thường trải nghiệm cái không khí mát mẻ ở trên Sapa. Đúng rồi. Là, mọi người mà đi chơi lễ thì mọi người nhớ mang cái áo khoác thôi nha. Áo khoác hơi dày dày tí xíu nha, chứ mà mỏng mỏng như xong phải là chịu không nổi đâu, lạnh lắm. Đúng rồi. Nhưng mà ban ngày là nó sẽ lại nắng hửng nắng lên đấy. Nhưng mà hôm nay em thấy chị khoác cái áo lông dày từ đây từ chân. Nhưng mà bỏ qua tóc rồi chị sáng rồi. Chị xong nghĩ là rút kinh nghiệm từ đợt trước là lần này lên Sapa là mặc áo dày lắm. Nhưng mà hôm nay là nhưng mà vẫn quên nhà. Rồi em mới thấy cảm nhận bất kỳ tài liệu có khác từ nào cũng sử dụng. Em có yêu chưa? Em thích chưa có yêu này. Cảm ơn em nhé. Rồi mẹ em ăn tự nhiên nè. Dạ vâng, đây mà em vẫn đang ăn. Ăn có nó khác không? Khác ở chỗ nhà em ý không? Bữa hôm em ý cũng có ăn đào nữa. Đào này to hơn chị. Em thử ăn cái đào đi. Xem hương vị thế nào. Đây. Đây là bọn em lựa những quả đào là nó đỏ đỏ. Nó có độ giòn hơn. Ừ. Nhưng mà hình như trái này nó chưa có được chín tới hay sao, nó có vị hơi chua chua nhẹ. Không, như đây là chín rồi. Nhưng đặc biệt cái hoa quả ở Sapa, đào Sapa này, cái giống đào ở đây ấy, là nó chỉ chua chua này thôi. Và nếu mà em ăn mà ngọt lừ ra là chắc chắn là của hàng Pakea Trung Quốc. Em hiểu không? Nhưng mà ăn cái cảm giác nó rất là hết mừng, nó mát 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 mát. Ừ. Mát mà nó giòn đúng không? Dạ. Không. Đào này mới bẻ ra luôn rồi. Mới hái xuống trên cây chưa. Đào này nó rất nhiều lông. Nhưng mà đây người ta bán là người ta đã rửa qua rồi. Nên là số lượng lông nó không còn nhiều. Để cho em xin quả mận. Em thích ăn mận á. Mận này ăn mận tam hoa độc mùa. Tam hoa. Nên là rất là đắt. 70 nghìn một cân. Chị nghĩ là đào mắc, anh là cái mận nó lại mắc hơn. Tại vì mận là đầu mùa nó đắt luôn chị. Có mày cả ngà nga. Ngon ngon. Mận đầu mùa như vừa mới hái xuống á. Mày chua quá. Còn giòn lắm. Chua. Chua giòn. Nhưng mà em thích ăn như này chị ạ. Đúng rồi. Ăn này mới ngon á. Kiểu hơi ngọt ngọt đấy, có vị hơi ngọt ngọt mà hơi chua chua. Trong này nghĩ là nên là lắc muối ớt hoặc là chấm chéo thì ngon hơn. Dạ. Thôi anh Hải cho em xin miếng chấm chéo em chấm nè, mà ăn chứ mà ăn không mà chấm ăn nhất chấm thần thánh chấm cháo xoa sinh viên. À, lâu lắm ơi cả năng mới được ăn mận đầu mùa ấy, ngon lắm. Cái hương vị cho anh quả mận nào. Tặng của em đây. Mọi người ăn với thoải mái nha. Uống cho mày, uống cho tao, uống cho. Trời ơi, em mà hát rồi đấy. Uống cho rồi. Mày là uống cho tao. Uống thử một trái quả mận. Ăn hoa đầu mùa. Nặng hay sao? Ăn cái nặng hay sao? Có nãy giờ ăn chưa? Chưa, vừa chuẩn bị cho em mồm với nó rơi. Đây, chứ mặt. Ồ, nhưng mà mận ở đây. Nó mát quá. Thời tiết nó lạnh. Nhưng mà không. À. Nhưng mận vừa hạ xuống nè. Còn mận nó cũng lạnh luôn. Nhưng mà lấy thịt chấm chút lạnh Ở trên Sapa này xong hỉ nha, có một loại mận ngâm rượu, uống cực kỳ tốt. Đối với người đầu bơ với ai mí biết là mận gì? Cái mận mà thâm thâm ấy. Mận nào? Thâm thâm gì? Em không biết tên nhờ, cái mận nghe hơi chua chua thâm thâm. Đúng rồi. Cái mận mà em nói là mận máu mận táo ăn. Đúng rồi. Như anh em mình gọi dân dã gọi là mận máu chó khi đúng ngâm rồi. Ra mận cái màu nó đỏ ao như thế. À đúng rồi.
Bạn đấy là rất là chua luôn á. Nó nhiều tốt. Nhưng mà nó thơm. Ở Sapa này có rất nhiều loại mận ngon. Có mận hậu này. Đấy, mận hậu, mận xanh. Mận xanh này nó giản tan luôn. Mận tam hoa. Đâu mận đâu ăn tít nào. Nguyên một đàn bò hay đàn trâu gì kìa. Con trâu, con ngựa hay con trâu. Con này đi rất là tí bò, đi. Bò ngay giữa đường luôn. Sao bắt đi cái giật kìa. Nó béo ấy. Ở đây xứ lạnh nhưng mà em thấy không? Bò ở đây rất là béo. Khi mà trời sương mù lên ấy thì người dân hay di chuyển cái đàn bò từ một độ cao nhất định đến vùng thấp hơn để cho nó ấm. Sapa khi mà giờ, thời tiết sương mù như này thường sẽ mù vài hôm. Đấy và nó rất là lạnh, và bò nó không chịu lạnh. Đấy, nên là người ta phải di chuyển nó xuống cái vùng thấp hơn. Nhưng mà hồi nãy giờ thì em thấy là bò trâu nó đi ngoài đường nhưng mà không thấy ai dẫn nó chưa? Có người đấy em. Vậy hả? Ừ. Em không để ý đâu. Em bây thấy... giờ mọi người đi chăn bò chăn trâu thì cũng đỡ vất vả hơn xưa rồi. Đấy, ngồi trên xe máy rồi. Là gì là những người mà đi xe máy hồi nãy là những người mà chăn bò. Chính xác. Là người ta đi chăn bò. Đấy là người ta đang di chuyển cái đàn bò xuống một vị trí khác. Còn nếu mà đi chăn bò ấy, ở trên đồi thì tất nhiên là phải đi bộ. Dạ. Họ đang di chuyển đàn bò ấy xuống vị trí thấp hơn để cho nó ấm hơn đấy. Chị Lai hiểu rồi. Tại vì ở chỗ em á là chăn bò. Chăn bò là cũng nếu mà đi đường lộ thì mọi người cũng đi bộ luôn. Đi bộ cùng mấy con bò luôn. Còn đây khác cái là hiêm cái là hơi là chạy xe. Chạy xe gắn máy để đi. Bởi vì nó di chuyển thì chắc phải chục cây, 12, 15 cây nó mới thấp. Đoạn đường rừng ấy. Thế là người ta phải đi xe máy lượt bò nữa. Thì nó nhanh không là lên chỗ này mấy con này chịu không nổi. Ở trên này bà con nông dân, bà con đồng bào trên này là được nhà nước cũng tài trợ cho vay vốn để mua bò các kiểu ấy. Nên là mọi người cũng chịu khó đi chăn nuôi. Đấy, xuống đây em nhìn thấy không? Xuống đây là đỡ mù hơn rồi đấy không? Đấy. Đây chậm lại. Chỉ bị cái khúc kia ô quy hồ thôi. Cái đèo này gọi là đèo ô quy hồ. Còn đi qua đoạn Chu Va thì nó gọi là đèo Chu Va, Âu Quy Hồ, đèo Cốc San, đèo Sapa. Đấy. Mà nói chung là đèo Âu Quy Hồ. Song Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại dân tộc quán Sapa. Tại Sapa của anh Hải và chị Tiên, một trong những cơ sở hai của vợ chồng em Hải, Sapa TV. Các bác nào mà có đến du lịch ở Sapa mà chưa biết chọn món gì, ăn cơ sở nào là uy tín và chất lượng mà có ca mối nhạc dân tộc thì hãy chọn địa chỉ 442 đường Điện Biên Phủ, nhà hàng dân tộc quán để ủng hộ nha. Mình vừa đi lễ hội là kinh thêm ba thêm kinh ba ấy thì là không có chị Tuyên, chị Tuyên ở nhà để quan xuyến ngay là một bình hoàng. Em là cần hết các bác ạ. Các bác là mời ly nào nó uống đi đấy, người ta hơi lâng lâng. Một mình chị là căn hai nhà hàng luôn cả nhà ơi. Hai nhà hàng. Nên là trong cái bữa mà xong thì đi live stream cùng với Lai Châu cùng với mọi người á, nên là vắng mặt chị Tiên. Em có một phần quà nhỏ nhỏ muốn gửi cho bé Hải Nhi và hai bé. Bé Hải Nhi đây. Bé Hải Nhi ơi. Bé Hải Nhi chào các cô. Cô gì chị ơi. Con chào các bác đi. Chào các bác. Chào con giới thiệu nào, con giới thiệu không nào. Thế là như nó con nói các chị muốn nói ha. Nói bé nói nhỏ nào, con tên là gì? Con tên là cháu giới thiệu là cháu tên là Hải Nhi, năm nay con 5 tuổi, con học trường mầm non Việt Hà. Đây, con có một phần quà cho con nè. Bác cô có phần quà con xin chưa? Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ ra kia học bài tiếp nha. Mấy đứa còn học bài hả chị hả? Học cộng trừ đi để mấy đứa tính tiền nha. Ngồi đấy học bài luôn. Ôi cộng hơi bị giỏi đấy, cộng siêu em.
đi, thế mời mấy anh chị em vào trong nhà đi. Đi mình có thể đi vô trong tham quan đi. Bàn của mình thì đây, chị sẽ đặt một bàn ở dưới tầng 1. Bàn mình đã đặt sẵn riêng rồi nên là mình sẽ đi tham quan một vòng xong rồi sau đó sẽ gì đây. À, chị cần gì ạ? Tại vì ngày nay ngay chân lễ tại vì ngay lễ nên là khách du lịch rất là đông đến đây để ăn, có thể là đến nhà hàng. Lên tầng 4 tham quan trước. Ở đây là 3 tầng kia gần như là cũng full kín rồi. Ở đây là 4 tầng. 4 tầng. Số lượng người chứa khoảng gần 1.000 người. Sáng nhiều mệt không chị? Cũng coi em thôi. Mà không khí ở đây vui nhỉ. Với âm nhạc rồi là các chị. Tí nữa em xuống sẽ có màn mùa nhảy múa hát cùng và có mời rượu luôn. Wow. Tưng bừng như Tết luôn. Đây là tầng 4 tham quan. Các bác nào mà muốn mà không gian mà riêng tổ chức các cái sự kiện ấy. Đấy thì mình sẽ thể là lên tầng 4 trên này. Trên này cũng có sân khấu nè. Trên này cũng có sân khấu luôn. Nhưng mà hai vợ chồng đi xuyên Việt đấy, vẫn chưa chuẩn bị được xong hết cái tầng 4 này. Tại vì nhà hàng này là cơ sở 2. Vợ chồng em Hải cũng vừa mới đưa vào hoạt động cũng chỉ được khoảng hơn 2 tháng nay. Đấy, nhưng mà còn tầng 4 nữa là đang set up lốt để cho nó xong. Nhưng bây giờ có bác nào mà đến đây mà không còn bàn, không còn chỗ ở các nhà hàng như ở bên cơ sở 1 thì vẫn có thể là lên tầng 4 này. Nhưng mà chỉ mỗi thiếu mỗi cái là chưa có múa hát ca trên này. Nhưng mà trong 1-2 ngày qua ngày lễ thì sẽ chuẩn bị cho đầy đủ luôn. Ôi, bữa nay lượng khách quá trời đông luôn. Mà bây giờ trên này nhìn đây à, toàn cảnh xa luôn, rất là đẹp luôn. Nếu mà lượng khách như thế này là hai nhà hàng mình có thể đủ người không chị? Hai nhà hàng là đủ. Dư sức luôn á. Dư sức, và có khi còn phải vào lượt hai nữa. Rất là đông luôn cả nhà. Bữa nay là mới ngày 29 tháng 4 thôi mà đã full như thế này rồi. Đây, đối diện ở trước cửa của nhà hàng cơ sở 2, dân tộc quán Sapa là bãi đỗ xe. Còn ở bên phía tay trái đây ạ, đấy là cách chợ đêm Sapa, chợ Sapa là 50m. Đây, bên này là đầu bờ hồ và bên kia là một đầu bờ hồ tiếp. Toàn bộ là đặt ăn ở nhà hàng của em Hải thì bãi đỗ xe, chỗ đỗ xe là không khỏi phải nghĩ luôn. Bây giờ mình sẽ đi bộ quán tầng 3. Nhìn hoành tráng lắm cả nhà ơi. Không khí không gì thích hẳn nhở. Thế mấy chị em mà đi chơi lễ hội trên kia có vui, có bị té ướt không? Ôi, té sắp mặt luôn chị ạ. Hôm nay là chị không bị té nhiều nhất. Nhưng mà người ta dội à hay kiểu gì? Chị chưa đi đâu. Ôi, tụi em là đi bằng tay không. Tụi em không có đi bằng không cầm gì hết. Rút kinh nghiệm là năm sau mình sẽ cầm. Ôi, trên này có cái thảm em hả? Mấy cái... hồ nước trên này. Ở tầng 3 thì mình có thể là vừa có những cái bàn mà cái chỗ ngồi như này. Và ngoài ra thì cũng có thể là có những cái sập như này là ngồi là cho các em nhỏ có thể là trải nghiệm được. Rất là tiện luôn. Cái sập này là sập thì chọn sập. Ai mà xỉn xong là cũng có thể ngủ được. Riêng xong nghỉ mà tí mà rót kia mà uống mà say thì có thể lên đây. Đây ngồi được hết nhỉ ha. Đây không gian ở tầng ngoài này cũng như này. Em chào mấy chị ạ. Dòng người cũng đang đi lượm lượp rất là đông ở dưới đường luôn. Quá đông à, cái không khí rất là nhộn nhịp. Nhưng mà đặc biệt là năm nay cái Lâm vào cái dịp lễ này này, thời tiết ở Sapa được cái là ưu ái rất là đẹp. Ở các tỉnh thành miền dưới hỏi thăm qua các cô chú là đều bảo mưa hết. Nhưng mà trên mình đúng rồi, hôm qua là em ở bên Lai Châu mưa đá luôn á chị. Mình sẽ đi xuống dưới tầng 2 nha. Em chào cô ạ. Cô chú ăn có vừa miệng không à? Bà ăn có vừa miệng không? Thế ngon, mai bà ủng hộ con tiếp nhá. Cảm ơn cả đoàn ạ. Con chào cô ạ. Cả nhà trên TV dạ, con cảm ơn bà. Con vừa đi té nước về. Có mỗi con ở nhà là phải lo nhà hàng khách khứa là không được đi thôi. Cũng hơi buồn buồn một chút. Nhưng mà ý là lễ hội té nước mà bà. Thật chưa đi. Lễ hội té nước ở bên Lai Châu đó cô. Dạ. Ở trong quê này lại mà
Rồi con chúc bà có nhiều sức khỏe nha. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Vâng, hôm nào con về quê Hải Dương của bà bánh đậu xanh ăn nha. Chào bà. Xin chào cô ạ. Hầu như là tầng nào cũng có sân khấu riêng hết. Khổ lợn vui lắm mà thiếu chị buồn lắm luôn. Thế bé được ăn cái thịt treo chưa? Thịt treo gác bếp không? Thịt heo gác bếp rất là ngon luôn. Chị hôm Tết cũng lên nhà ai Mỹ rồi. Thịt rất ngon lắm. Mà đi mà du học là đông đủ mà có hơi thiếu chị Quyên là có hơi buồn. Đây là tầng 2 của nhà hàng hết luôn. Wow, ở đây cũng full luôn, full kính luôn ha. Có những bàn đặt trước thì phải một lúc nữa đoàn mới đến. Có nhiều khi nhiều đoàn đi chơi về muộn ấy, người ta phải 8 giờ, 8 rưỡi mới qua nên bác phải giữ bàn. Không, các bác mà đặt bàn rồi mà có mà đến mà không có thì cũng không được. Đây, mời cả nhà xuống đây dùng bữa nha. Nhà hàng của em là có hai cầu thang, hai cầu thang bộ và hai cầu thang máy. Bây giờ mình sẽ đi cầu thang bộ ở bên này. Kìa, các em mình đang đi mời rượu kìa, Song Hỷ ơi. Tí wow. Song Hỷ như này nhá. Rượu quá. Hôm nay cũng có luôn. Mùa xuân đến ngàn hoa hết cười. Đã ơi sao nó cảm ơn bà.
tí nữa chồng em đang bay tầng 2 xuống đây anh chị em mình nhậu luôn đấy, để cho lên đồ đã. Các anh chị này chưa nhậu mà các em đi rót là anh chị say luôn đấy. Hôm nay là được tiếp đón đoàn ekip của em Song Hỷ và Bếp Trên Bảng trong cái chuyến hành trình mà đi xuyên Việt và đi sang Lai Châu và thăm nhà em Mai Mí. Sau cái cuộc hành trình nó lại trở về bên Sapa vào đúng cái dịp ngày lễ, có ghé thăm cái cơ sở 2 của nhà em Hải Sapa TV. Không biết là mời cái món gì nhưng mà chắc chắn là bên trong ở bên em ấy, cái món mà thắng cố này với cả liên quan đến món về ngựa chắc chắn là rất là hiếm. Đấy, hôm nay sẽ mời cả đoàn cả ekip để thưởng thức đây là món thắng cố ngựa. Nhưng mà chị Tuyên cũng giờ chưa bận việc quá lại cũng chưa về nên là đấy. Tết ngày lễ là nếu có thì chị phải ghé qua nhà em chơi. Ok, hôm Tết vừa sang ở đây, xài đây. Đây là món thắng cố ngựa thì là nhiều bác ở trong miền trong ra cứ thắc mắc hỏi là bao gồm những cái gì. Đây trong bộ phận của con ngựa có bao nhiêu ạ? Lòng, phèo, rồi các loại thịt ngon nhất sẽ được thửa và nấu ở đây, nấu tổng hợp trở thành một món thắng cố rất là ngon. Tiếp theo đây là món ngựa, ngựa nướng tảng. Nướng tảng mà mình thái ra nó vẫn có giữ được cái độ tái đấy, và ăn nó mềm, nó vẫn giữ được mềm theo kiểu là thớ thịt mềm nhưng mà nhai vẫn có cái độ dai đấy. Đây là món này là món tái chanh, ngựa tái chanh, rồi các món đủ về ngựa luôn. Một món tiếp theo đây là món ngựa trao. Ngựa trao có tỏi đấy nè, nhìn rất là hấp dẫn ha. Ngựa trao. Món tiếp theo đây là món ngựa xào lăn kèm với tỏi. Và không thể thiếu được đây là món su su xào tỏi ở Sapa. Đây là anh chị em là đi mua. Vừa đi mua về đúng không? Ôi, mời mấy anh chị em đi thưởng thức món này đi. Ăn món này đi cho nó nóng. Nào mời các con. Nào con ăn đi, ăn đi. Ngựa này ngon lắm. Ăn đi. Đây. Đây cô mời. Ở hai bạn thì các bạn. Các bạn nhà em Hải thì hơi kén ăn một tí nhưng mà đã thích cái món gì thì chơi tới bến luôn. Nãy giờ là hơi thấy thích là cái món là ngựa nướng chào mấy chị em nhé. Mấy cái nhà. Mấy chị em mình là vô cái đi. Vô. Một, hai, ba, vô. Mấy chị em mời cả nhà. Mấy cái nhà. Mềm và thơm quá. Thơm. Mềm. Mềm rất là vừa ăn. Sao mình nướng tái á. Thịt ra rất là ngọt thịt được. Đâu. Đó là nướng cả tảng. Ngựa nướng cả tảng. Nhưng khi mình thái ra bên trong vẫn giữ được độ ngọt của thịt. Nhưng mà rất là thơm nha nhà ơi. Thêm một tí xíu của mè rang. Nên là khi mình cắn vào vẫn có cái độ thơm của mè. Và thịt ngựa rất là ngọt và mềm mà không có mùi. Em nghĩ là ngựa nó sẽ có mùi hăng hăng nhưng mà thật chất là ăn nướng như thế này là không có mùi, rất là thơm mềm. Do đầu bếp là biết cách là chế biến nên có thêm cả những cái hạt ngoài em là gọi hạt vừng nhưng bên trong gọi là me rồi đúng không, mè đen mè trắng. Đây ạ, có cả những lớp mè này nên là mình sẽ ăn có cái độ thơm của mè cảm như nước chấm ngon. Nước chấm này là nước chấm gì chị ha? Nè, bên nhà chị có rất là nhiều nước chấm khác nhau để chấm đủ tất cả các loại. Nó là bí mật nhá, không phải tiết lộ được. Bí mật các bạn. Bí mật không thể bật mí. Đồ ăn ngon mà đạt được 80% thì nước chấm cũng phải đạt được 20%, đúng rồi. Nó mới kéo lại được tất cả. Đây tiếp theo món này là món món tái, ngựa tái. Tái chanh. Mình có thể là ăn trực tiếp hoặc có thể là cuốn với cả rau củ quả bánh tráng. Đây, chị em làm miếng. Mà bánh tráng ở đây rất là ngộ nha. Một cái lớp là hơi là nó mỏng đúng không? Mỏng mà nó cái này là bóng nè. Kiểu khô đúng không? Còn mặt bên đây là khác nữa. Là hai mặt khác nhau. Đây em cứ ăn thử xem nó có khác gì cái bánh tráng này bên trong nha. Cái này là lá sung hả chị? Đây là sung. Đi theo lá đi năng. Kèm theo gọi ngoài này gọi là rau thơm. Rau thơm. Đây miếng thịt đây. Mấy chị mà rượu quá đó. Nghe các chị mời chị các chị bảo các chị có em đầy đủ này. Mời chị Thông Hỷ một chén rượu. Có dứa này, có dưa chuột này, cà rốt này, củ cải trắng. Mình sẽ
ăn như gì, mình quấn như gì mới đủ đủ la loại nè, nó mới ngon nè. Đó. Mời mấy chị em nha. Em mời chị ạ. Mời chị sao? Ngon, rất là ngon luôn. Cái bánh tráng nó không có bị mặn. Khi mà mình gói lại có nhiều cái gia vị ở trong này, giống như là rau củ nè, rồi khóm nè, rồi lá sung nè, rồi thịt rất là mềm, tái chanh nữa. Mà đi cung đường đèo bên này rồi có bị say xe không? Rồi có chị. Rất là khó đi. Lúc mình về là sương mù tịt quá chị. Sương mù rất là dày đặc luôn, mấy anh em không thấy được. Dạ. Hôm qua ở bên Lai Châu còn có mưa đá nào, cực nào cũng thấy là to không? Dạ. Nhưng mà mấy anh em là hên là về sớm. Ăn được không ạ? Nhà ăn hết về cái này đã hồi mình mua cái này nhá. Đây còn món này nữa, rất là hấp dẫn đây này chị cô. Còn món sao mà chị em gấp nhỉ? Mấy chị em làm mình sao nè. Chị em thêm miếng tỏi. Nhất chấm hành hạnh nè. Các anh bên kia vui không? Ăn kèm với miếng tỏi là mình thơm. Cái này là chấm chéo hả? Nó là có vị hơi cay cay nhẹ. Cay. Ăn cái món xào lăn đi em. Mời anh chị em đi. Cái đồ này phải ăn nóng mới ngon. Ngay các em bên kia mình dạo dực mong đến được lắm rồi đấy. Ăn ngon thơ luôn. Hồi nãy giờ là ngồi học bài nha, mà bây giờ là đói bụng rồi là vô là tự ăn như vậy luôn, rất là ngoan luôn. Wow. Wow, dở quá ta. Để ăn tự ăn luôn. Hôm nay là mấy bé ở trên này hả chị? Chị đón mấy bé lên trên này chơi, đằng nào cũng nghỉ đây. Tết trong nhà. Bố mẹ cũng đi xa lâu rồi. Bảo tiện thôi mẹ đón đi cho đi chơi cùng mẹ. Sáng chiều giờ là hình như là thấy em thấy là chị livestream là thấy mấy bé ngồi ở phía ngoài đúng không? Đúng rồi. Quán, em đúng xem không? À. Em đang xem livestream của chị vừa trong cái đường mẹ em về á. Cái này là em cũng có hàng thơm mà thấy là cây mà. Đọt su su xào tỏi. Đặc sản Sapa. Anh kèm ớt nhá, ớt này không cay không? Ớt thơm. Nhưng mà cái su su này nè, chấm với nước sốt này nè, rất là ngon luôn. Ở đây thì nổi tiếng về cái món mà su su trồng trên cái cung đường mà đèo Âu Quy Hồ. Một trong bốn cái đại đỉnh đèo đấy. Đấy là nó nằm trần lại được cái này, nằm ở trên toàn bộ cái khu sườn đồi ở bên cạnh ấy. Sáng ăn su su xào tỏi. Chiều tối lại ăn tỏi xào su su. Thế là anh Thành giới thiệu rồi. Hồi nãy là anh nói trên kênh của em, hồi nãy là trên xe anh nói y chang chị luôn. Vâng. Hai vợ chồng rất là vui thôi. Đồng lòng kiểu suy nghĩ giống nhau ấy nhỉ. Nhưng mà sở trường em thích ăn rau su thật. Ê, cả nhà ăn thắng cố đi. Đây chị múc ra này. Thắng cố ngựa. Thắng cố ngựa. Em xin.
Thịt rất là ngon, kèm thêm cái tiết hay là lòng nữa. Hôm nay thì hôm qua thì anh Hải và anh Dũng và chị Diệp có một số công việc riêng nên là trên cái video của Song Thủy và mọi anh em trong team thì không vắng mặt, nên là cái gì là hy vọng cái nhà là sẽ ủng hộ cho mấy anh em nha. Thơm quá, hình như là hắc cố là những bộ phận gì trên con ngựa đều là nấu được đúng không chị? Đúng hết. Tổng hợp ấy. Tổng hợp. Các bộ phận mình nấu vào. Đây là hầm có cả ngon. Hoa hồi, thảo quả, quế rất là thơm. Nó có các hương vị ở hòa trộn lại để vị trí thì mình có nước canh để mà thơm. Đặc biệt trong thắng cố phải có gần chục loại gia vị mỏ ở đây. Nhưng mà với cái lá thắng cố thì không thể thiếu được. Nếu lá thắng cố là vị nằm mà không ngon ngay. Nóng quá, nóng quá. Hơi mỏng. Con ăn đi. Có thịt không? Con ăn thịt không? Có thịt bên đây ngon lắm nè. Chào em. Nhân viên của đội cảm ơn anh. Trời ơi, đúng lô của anh ấy luôn. Giải khác ha. Bạn này là cứ bơm thoải mái. Đấy. Sao cứ đỡ ngang ngang nhảy mí, chồng mong lên, ý là chồng cái lọ lên ấy. Cảm giác như nào? Phê không mà cứ mắt cứ nhắm ấy. Phê, ngon, rượu ngon lắm chị. Trong này còn không? Ôi mời, trong này là phải uống hết nhá. Ở đây phải uống hết đây. Ôi. Rồi. Vừa vừa ấy chị nha. Em đâu hay yếu. Trong nghỉ có những ngày lễ hội hay là đám cưới hay là ngày vui có được mời này không? Dạ không. Không à? Hầu như là chỉ là đến nhà hàng của chị em mới được uống như vậy, mới trải nghiệm được như thế này thôi. Em tự bảo với các em ấy là uống ít hay rót ít thì rất nhiều nha. Ít thôi. Uống gì? Đồ hay yếu. Uống có được không? Đồ hay yếu chị. Tới bến chơi tới bến đúng không? Em mời chị ạ. Kim khâu nha lưng na, kim pa nha lưng nằm, kim khắc nha lưng xe hay, kép cây nha lưng xe người. Lệ kim lệ xu yên ha nha lưng xe phụ tay hầu. Lệ kim lệ xu yên ha nha lưng xe phụ tay hầu. Đến đây là con gái con trai như nhau ạ, công bằng uống hết. Ơi, sao lòng ơi, tâm lùi rừng tây băng sang người. Mùa xuân đến ngàn hoa hay cười. Anh là ơi sao nồng cười. Ở trên mình mời là không còn dự thừa trong đấy đâu nha. Chơi được, cố lên. Cố lên. Tiếng mông cố lên là gì? Không có câu cố lên à? Ôi đấy là chị già. Rồi. Đấy là chủ nhà. Chị em mình có họ rất ít ít thôi nhá, giỏ giọt thôi. Mặt này rất đẹp. Đẹp chị cũng lót giá xuống. Góp hình xuống. Nhà lưng na, kinh ta nhà lưng nằm. Kinh phát nhà lưng xe hay, kém tay nhà lưng xe quỷ. Để kinh đầy sự yên hà nhà lưng xe phủ tay hầu. Để kinh đầy sự yên hà nhà lưng xe phủ tay hầu. Anh là ơi sao non cười thắm đôi rừng tây bắc sang trời mùa xuân đến ngàn hoa e cười. Anh là
em dùng đi. Rừng Tây Bắc sáng ngời, mùa xuân bên ngàn hoa hé cười. Tinh lá ơi, sao lòng ơi. Hết nha. Ra nhà hàng em mà không biết uống cũng thành ở biết uống. Đấy. Thôi, chị em mình cho cái ít cái rau. Chả chị ống này. Nổi tiếng ở Sapa loại rau này đó là rau cải mèo. Khi nhúng vào đây nó ngấm thẩm thấu vào cùng với cái nước thảo cố này. Ăn rất là ngon. Cái mèo hình như là có hơi cái vị hơi nhẵn nhẵn nhẹ đúng không rồi, hơi hơi đắng đắng. À, cái cải mèo này thì Song Hỷ xin nói là nó giống như có một cái loại rau ở miền Tây, đó là rau cải xanh, nó cũng có vị hơi nhẵn nhẵn. À, lúc đầu thì Song Hỷ là nghĩ là ăn cải xanh nhưng mà thực chất là ở đây là cải mèo nha cả nhà. Cải mèo này là rất hợp với cả xào với những cái thịt hun khói của nhà em Mai Mí. Đúng rồi, đặc biệt thịt lợn ba chỉ các bếp. Hôm bữa nhà cả tái tái cũng được, cần tái cải như nhưng mình ăn tái tái này cũng được nha. Hôm bữa nhà em Mai Mí làm món thịt xông khói mà cả xào cải thì ngon lắm. Ăn hút gì cái nước này nè, ăn được thơm thơm thắng cố rất là thơm, cái độ giòn của cái da ngựa nè và thêm cái thịt thì rất là ngọt và nhiều cái gia vị thảo mộc này kia trên vùng núi Tây Bắc thắng cố để rất là nhiều gia vị ngon. Anh chị em làm vậy nhé. Nếu mà khán giả mà đã lên Sapa rồi mà không ghé nhà hàng Sapa TV hoặc là dân tộc quán Sapa thì để thử cái món thắng cố như thế này thì là khó tiếc nha cả nhà. Đây, đấy chị em ơi, dùng mạnh lên. Này. Khoai rào ghê, rào ngon. Này, bơ này. Không hỉ đưa chị lấy thêm rau, vừa thịt vừa rau cho em. Đấy. Rồi em cảm ơn chị. Rồi. Bơ còn không? Em hết rồi. Cả nhà ơi thì nãy giờ anh Hải cũng hai nhà hàng nào cũng đông khách nên là anh đi giao lưu mới về. Bây giờ thì anh ăn dùng với em nha. Đói quá các bạn ạ. À. Đây, các bạn đi đi chào hỏi các bạn một chút mấy khi anh em đi nhà hàng. Đã đi xin việc ở hơn 2 tháng rồi. Công chúa. 5 cân kìa. Công chúa gặp ba là nhà ôm ba liền luôn ta. Sai. Phải gì ạ? À? Trời ơi. Hãy yêu anh nhất nhà. Bố có cắt bố. Bố có cắt bố à? 5 tuổi sắp đi học đại học lớp 1 rồi. Hôm nay là được nghỉ phải không anh? Nghỉ lễ đúng không? Hỏi yêu ai nhất nhà nhưng phải nhìn sang mẹ xem có gì không á. Ôi. À, mì tôm được rồi. Ừ. Chị em ơi. Ôi, ngon quá. Hãy ăn nhiều vào nha, chiều giờ là bị té nước là tơi tả luôn á. Chị mà chị có đi chung là vui lắm chị ơi, yeah. Vui lắm. Như ta đứng ở dưới đường té hay là ngồi trên ô tô té? Không chị, mấy em là lội giữa suối luôn á. Lội giữa suối luôn. Là lội giữa suối luôn. Ướt hết cả đầu luôn. Ướt hết nhẹp trên trơn. Chị cầm cái, dùng cái xô đổ cái trên này. Nhưng mà mình chạy đi mình trốn ấy, không được. Không, không trốn được, nào kịp. Em nói chị là em nói chị là tứ phía trơn gặp tụi em và anh Hải là thôi rồi là em phía. Là bị bao vây
kiểu bao bê xong là đổ dồn nước vào ấy. Nhưng là chỉ hô một câu thôi, sao TV thế là bắt đầu thấy toàn nước là nước thôi. Tụi em cứ chạy, ý là tụi em là đã né anh Hải rồi. Từ lúc đầu là em nói là em sợ bị tạt nước nhiều quá. Tại vì ai cũng mê anh Hải chứ. Các cô chú đấy bảo là cái lễ hội té nước đấy thì là có ý nghĩa gì? May mắn hả hay gì? Giống như là càng té nước nhiều, càng tạt nước nhiều thì là càng may mắn đem đến mình nhiều yêu thương gửi đến cho mình. Nên là mọi người cứ hay nhau là cứ té nước tụi mấy anh em. Thế nghe các cô chú nói vậy mình mong là ngày hôm nay được té thật nhiều đúng không? Thì hôm nay thì Song Hỷ cũng em cũng rất là cảm ơn anh chị anh Hải Sapa TV, chị Tuyên và biết trên bảng team anh chị Phạm Dũng vì đã hỗ trợ cho Song Hỷ có cơ hội đến để Tây Bắc để có thể là quay những thước phim hay gửi đến khán giả và những cái món ăn tại nhà hàng cũng đó giờ em cũng chưa từng được ăn. Thì em cũng là rất là một lòng một phần em rất là cảm kích anh chị và cũng chúc anh chị là có nhiều may mắn trong công việc và luôn thành công trong mọi việc và có thật là nhiều nhà hàng thật là to trong những cái tỉnh trong và ngoài nước. Cảm ơn em nhé. Chúc chị là sớm đạt nút bạc nha. Chúc Song Hỷ là sớm đạt được nút bạc. Và nút bạc đấy là liên hoan ở ngoài vùng Tây Bắc. Trong tim rất là vui. Đi mình đạt lên nha. Và bây giờ thì video